Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở trong chuyên mục Ôn Nhiên Tiếng Ồn. Hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn về chủ đề tiếng ồn gây ảnh hưởng tới tim mạch. Từ lâu, đã có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy tiếng ồn không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới thính giác, tới giấc ngủ, hành vi con người trong cộng đồng mà còn ảnh hưởng đến tim mạch, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch như tăng huyết áp, xơ vữa động mạch. Các nhà chuyên môn chỉ ra rằng người dân sống ở đô thị thành phố, đặc biệt là sống gần đường cao tốc, đường sắt hay các khu phố có nhiều xe qua lại, gần nhà máy công xưởng thì tỷ lệ mắc bệnh cao huyết áp tăng hơn 15 đến 20 lần so với vùng nông thôn. Ngoài ra, nếu nghe liên tục tiếng ồn ở mức lớn hơn 70 decibel, có thể tăng nguy cơ mắc bệnh nhồi máu cơ tim, một nguyên nhân dẫn đến đột tử. Vì thế, tại các đô thị ở nước ta hiện nay, ô nhiễm tiếng ồn đã và đang là vấn đề đáng lo ngại. Vậy tại sao tiếng ồn lại gây ra ảnh hưởng đến bệnh tim mạch? Các nhà khoa học cho rằng tiếng ồn là thủ phạm kích thích cơ thể, tăng tiết ra các chất như catecholamine, cortisol, serotonin. Các chất này bình thường tham gia vào điều phối các hoạt động bình thường của cơ thể, trong đó có hoạt động của hệ tim mạch. Khi thay đổi nồng độ các chất này khiến cho nhịp tim tăng, tăng huyết áp. Bên cạnh đó, tiếng ồn khiến cho người dân căng thẳng, ảnh hưởng đến giấc ngủ, lâu dài sẽ dẫn đến mất ngủ, thiếu ngủ thường xuyên. Đây cũng là nguyên nhân làm tăng khả năng bị tăng huyết áp, rối loạn hoạt động của tim. Trên đây tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về chủ đề tiếng ồn gây ảnh hưởng tới tim mạch. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.